Bức tư thứ, thứ hai, may mắn phụ thuộc vào kế hoạch. Ngày 20 tháng 1 năm 1900, dồn thân mến, một số người được định mệnh trở thành những vị vua trói lọi hoặc những vị nhân vì tài năng phi thường của họ, ví dụ như ông Comic, người có cái đầu may mắn và biến máy gặt thành liềm thu hoạch tiền giấy. Trong mắt bố, ông già Comic luôn là một gã khổng lồ công nghiệp đầy tham vọng và có năng lực thương mại. Ông đã sử dụng máy thu hoạch để giải phóng nông dân Mỹ đồng thời ông cũng tự đưa mình vào hàng ngũ những người giàu có nhất lịch sử nước mỹ người pháp dường như thích ông ấy hơn cả và ca ngợi ông ấy là người đóng góp nhiều nhất cho thế giới ồ oh, đây thực sự là một cơn gió nhẹ thiên tài kinh doanh người vốn chỉ có thể là một thương gia nông cụ bình thường này đã nói một câu nói bí truyền may mắn là tàn tích của thiết kế cụm từ này nghe có vẻ khá rắc rối nó có nghĩa là vận may đang lên kế hoạch và kết quả của chiến lược chăng hay nó có nghĩa là may mắn là những gì còn sót lại sau khi lập kế hoạch kinh nghiệm của bố cho bố biết rằng hai điều này đều đúng nói cách khác chúng ta tự tạo ra may mắn cho mình và không một hành động nào có thể loại bỏ hoàn toàn may mắn may mắn là phúc khí được tạo ra trong quá trình lập kế hoạch comic đã nhìn thấy ý nghĩa thực sự của may mắn và mở ra cánh cửa may mắn. Vì vậy, bố không ngạc nhiên khi máy gặt comic có thể được bán trên thị trường toàn cầu và trở thành sản phẩm bán chạy nhất. Tuy nhiên, trong thế giới của chúng ta, thật khó để tìm thấy những người giỏi thiết kế vận may như ông Comic và cũng không khó tìm thấy những người không tin vào vận may và hiểu sai về vận may. Trong mắt người thường, may mắn luôn là điều bẩm sinh, chỉ cần ai đó thấy rằng có người được thăng tiến trên cương vị của họ người đang kinh doanh hoặc người thành công trong một lĩnh vực nào đó họ sẽ thản nhiên nói thậm chí có phần khinh thường người đàn ông này quả là may mắn và thế là được may mắn đã giúp anh ấy một người như vậy không bao giờ có thể nhìn ra một chân lý tuyệt vời làm nên thành công của người khác mọi người đều là nhà thiết kế và kiến trúc số phận của chính mình bố thừa nhận giống như một người không thể không có tiền một người không thể không có may mắn tuy nhiên nếu con muốn tạo ra sự khác biệt con không thể chờ đợi vận may bảo trợ quan điểm của bố là bố không sống bằng may mắn do chúa ban nhưng bố phát triển bằng cách lập kế hoạch cho vận may bố tin rằng một kế hoạch tốt sẽ ảnh hưởng đến vận may và thậm chí trong mọi trường hợp nó có thể ảnh hưởng đến vận may thành công kế hoạch biến đối thủ thành đối tác trong ngành dầu mỏ của bố đã biện minh cho điều này trước khi kế hoạch bắt đầu các nhà máy lọc dầu đã chiến đấu với nhau theo ý muốn của họ, dẫn đến sự cạnh tranh tàn khốc. Hình thức cạnh tranh này chắc chắn là một lợi ích cho người tiêu dùng, nhưng giá dầu giảm là một thảm họa cho các nhà lọc dầu. Vào thời điểm đó, đại đa số các nhà máy lọc dầu làm ăn thua lỗ, lần lượt rơi vào cảnh phá sản. Bố biết rất rõ rằng nếu chúng ta muốn có lợi nhuận trở lại và kiếm tiền mãi mãi, chúng ta phải chế ngự ngành công nghiệp này và để mọi người hành động theo lý trí. Bố coi đó là trách nhiệm nhưng rất khó thực hiện. Cần phải có kế hoạch đặt toàn bộ hoạt động kinh doanh lọc dầu dưới sự chỉ huy của bố. John, để trở thành một thợ săn giỏi trong lĩnh vực săn lợi nhuận, con cần phải suy nghĩ kỹ càng, cẩn thận. Có thể nhìn thấy mọi nguy cơ và cơ hội có thể xảy ra trong mọi việc. Đồng thời, học tập như một kỳ thủ cờ vua có thể gây nguy hiểm cho sự thống trị của con. Các chiến lược khác nhau bố đã nghiên cứu kỹ tình hình và đánh giá thực lực của mình. Bố quyết định sử dụng căn cứ ở Cleveland làm chiến trường đầu tiên để mình phát động cuộc chiến tranh giành quyền thống trị ngành dầu khí. Sau khi chinh phục hơn hai chục đối thủ ở đó, bố nhanh chóng chuyển sang phát triển trước đầu tiên trên chiến trường Thế chiến thứ hai. Tất cả những đối thủ đó đều bị chinh phục, và ngành công nghiệp dầu mỏ cũng như trật tự mới được thiết lập. Cũng giống như người chỉ huy trên chiến trường, chọn mục tiêu nào để tấn công, trước hết phải biết chọn loại súng nào có hiệu quả nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch thống nhất toàn ngành dầu khí do mình chỉ huy một giải pháp triệt để bắt buộc đó là tiền bố cần rất nhiều tiền để mua lại những nhà máy lọc dầu đang sản xuất thừa nhưng số tiền có trong tay không đủ để thực hiện dự định của mình nên bố đã thành lập công ty cổ phần để thu hút các nhà đầu tư ngoài ngành chẳng bao lâu chúng ta đã đăng ký một công ty dầu tiêu chuẩn ở ohio với hàng triệu đô la và số vốn mở rộng đáng kể sau 3 năm rưỡi sau, nhưng thực hiện lúc nào cũng là một vấn đề cần tìm hiểu. Những nhà kinh doanh có tầm nhìn xa luôn giỏi tìm kiếm cơ hội trong mọi thảm họa, đó là cách bố đã làm trước khi chúng ta bắt đầu hành trình chinh phục ngành công nghiệp dầu mỏ đang hỗn loạn và không còn hy vọng trong ngày 1 ngày 2, 90% các nhà máy lọc dầu ở Cleveland đã bị nghiền nát bởi sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt nếu họ không bán nhà máy họ chỉ có thể nhìn mình sắp bị diệt vong đây là thời điểm tốt nhất để thu phục đối thủ việc mua lại vào thời điểm này có vẻ như là phi đạo đức nhưng nó thực sự không liên quan gì đến lương tâm thương trường giống như một chiến trường và ý nghĩa của các mục tiêu chiến lược là tạo ra trạng thái có lợi nhất cho bản thân vì lý do chiến lược mục tiêu đầu tiên bố chọn chinh phục không phải là một công ty nhỏ dễ bị tổn thương mà là đối thủ mạnh nhất công ty Klein. Công ty này rất nổi tiếng ở Cleveland và đầy tham vọng, muốn ăn cả nhà máy lọc dầu ngôi sao của bố. Nhưng trước khi đối thủ quyết định, bố luôn phải khởi động mạnh mẽ. Bố đã chủ động đến gặp cổ đông lớn nhất của Klein, người bạn cũ thời trung học của bố, ông Oliver. Và bố nói với ông ấy rằng sự hỗn loạn và suy thoái trong ngành công nghiệp dầu mỏ nên kết thúc để bảo vệ ngành công nghiệp và vô số gia đình phụ thuộc vào nó để tồn tại bố muốn xây dựng một công ty dầu mỏ lớn, hiệu suất cao và hoan nghênh ông ấy gia nhập. Kế hoạch của bố đã gây ấn tượng với Oliver. Bố biết rằng clan không đáng giá chút nào, nhưng bố không từ chối họ và nuốt được công ty clan Có nghĩa là bố sẽ đạt được vị thế của nhà lọc dầu lớn nhất thế giới và sẽ nhanh chóng trở thành nhà lọc dầu của nước Mỹ, chốt lại để hành động như một người tiên phong mạnh mẽ. Thủ thuật này thực sự hiệu quả. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, có 22 đối thủ cạnh tranh dưới sự lãnh đạo của Standard Oil. Điều này cuối cùng đã khiến bố trở thành người chiến thắng lớn nhất trong cuộc chiến mua lại đó. Điều này đã cho bố động lực không thể ngăn cản. Trong 3 năm sau đó, bố liên tục chinh phục các nhà máy lọc dầu ở Philadelphia, Bitpool và Baltimore, trở thành bậc thầy duy nhất của ngành lọc dầu ở Hoa Kỳ. Bố thật may mắn khi nghĩ về nó ngày hôm nay nếu lúc đó bố chỉ than thở vì sự yếu kém của mình và hùa theo đám đông thì có lẽ bố đã bị chinh phục nhưng bố đã lên kế hoạch cho vận may của mình bất cứ điều gì trên thế giới này đều có thể xảy ra tức là những điều không có tác dụng sẽ không xảy ra những người theo đám đông và tuân theo nguyên tắc bố khinh bộ não của họ bị cuốn theo những suy nghĩ sai lầm họ nghĩ rằng họ có thể nghỉ hưu và đáng tự mãn dồn để vận may của chúng ta tiếp tục chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận cho vận may và lập kế hoạch cho vận may đòi hỏi phải có kế hoạch tốt lập kế hoạch tốt phải thiết kế tốt và thiết kế tốt là con đang có khả năng đóng một vai trò nào đó con cần biết rằng khi hình thành một thiết kế tốt con cần biết rằng khi hình thành một thiết kế tốt trước tiên con phải xét hai điều kiện tiên quyết cơ bản điều kiện đầu tiên là con phải biết mục tiêu của mình chẳng hạn như con muốn làm gì và thậm chí con muốn trở thành người như thế nào điều kiện thứ hai đó là con phải biết con có những nguồn lực nào chẳng hạn như địa vị tiền bạc và các mối quan hệ thậm chí là khả năng thứ tự của hai điều kiện cơ bản này không phải là bất biến tuyệt đối con có thể có ý tưởng vào mục tiêu trước khi bắt đầu tìm kiếm mục tiêu phù hợp với những nguồn lực này con cũng có thể kết hợp chúng với nhau để tạo thành phương pháp thứ hai và thứ ba Chẳng hạn như có một mục tiêu nhất định và một nguồn lực nhất định để đạt được mục tiêu, con phải tạo ra một số nguồn lực có chọn lọc và cũng có thể có một số nguồn lực và một mục tiêu nhất định, con phải tăng hoặc giảm mục tiêu của mình dựa trên các nguồn lực này. Sau khi con điều chỉnh mục tiêu theo nguồn lực hoặc điều chỉnh nguồn lực theo mục tiêu, con đã có một nền tảng, con có thể hình thành cấu trúc thiết kế và phần còn lại là lấp đầy nó bằng phương tiện và thời gian rồi chờ vận may đến con cần nhớ rằng con trai của bố thiết kế vận may chính là đang thiết kế cuộc sống vì vậy trong khi chờ đợi vận may đến con cần phải biết cách hướng dẫn vận may hãy thử một lần bố yêu của con